Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 7 tháng 6 của kênh VTC14. Ngày hôm nay, hệ thống chi phối chủ yếu thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ là áp thấp nóng phía Tây dần có xu hướng phát triển dần sang phía Đông. Trời chuyển nắng nhiều trong ngày với nền nhiệt độ tăng khá rõ. Nắng nóng sẽ dần xuất hiện tại khu vực Nam Tây Bắc và phía Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mức nhiệt trưa chiều tại vùng cao vào khoảng 33 cho đến 34 độ. Tại Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ cao hơn, dao động quanh mức 35 đến 36 độ. Tại các tỉnh Trung Bộ, vừa qua, khối khí biển cũng đã mang lại một hai ngày có mưa rào nhẹ vào chiều tối, khiến cho nền nhiệt mát mẻ hẳn. Tuy nhiên, từ hôm nay, nắng nóng sẽ bắt đầu mở rộng ra toàn miền, với mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Một vài điểm nóng hơn như là Tương Dương, Quỳ Châu, Hương Khê, Tuyên Hóa và Nam Đông có thể chạm ngưỡng 37 độ. Độ ẩm sẽ bốc hơi nhanh và chỉ còn khoảng 60 đến 65% vào đầu giờ chiều. Vừa qua, mưa rào rải rác xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ cũng khá đều đặn. Tuy nhiên, từ hôm nay, mưa vào buổi chiều sẽ giảm thêm, chỉ một vài nơi có mưa rào nhẹ. Nền nhiệt trong ngày tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 21 cho đến 33 độ, còn tại Nam Bộ phổ biến từ 27 cho đến 34 độ. Bà con các tỉnh phía Nam cũng nên tranh thủ một vài ngày gián đoạn mưa để tiến hành thu hoạch vụ mùa và phun thuốc diệt trừ sâu bệnh cho cây lương thực ngắn ngày. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết trên các đô thị lớn. Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển đồng nghĩa với việc mây ít có điều kiện hình thành. Do đó, tại khu vực thủ đô Hà Nội, từ sáng nắng đã xuất hiện. Nhiệt độ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 28 cho đến 35 độ, độ ẩm khoảng 70%. Như vậy là mưa đã chấm dứt và nắng nóng dần quay trở lại, tạo áp lực cho giao thông đô thị vào thời điểm từ 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Đặc biệt tại một số tuyến đường trong nội đô, các công trình xây dựng như là nhà cao tầng, chung cư và sửa chữa cầu đường trong điều kiện thời tiết nóng và khô như vậy, càng khiến cho nồng độ bụi bặm và các chất nhẹ dễ dàng bay lơ lửng trong không khí. Vì vậy, khi lưu thông và làm việc tại các công trình xây dựng, người dân cần lưu ý trang bị khẩu trang, tránh nhiễm bụi, hạn chế khả năng đau và viêm họng. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, nằm trong xu thế giảm mưa của toàn miền Bắc, ngày hôm nay, thời tiết cũng sẽ rất tạnh giáo với dao động nhiệt ngày đêm là từ 27 cho đến 33 độ, độ ẩm ở vào khoảng 80%, thích hợp cho mọi hoạt động giao thông đi lại. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hải Phòng được mệnh danh là hung thần như tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Linh, nối với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mỗi ngày đêm có khoảng 20.000 lượt xe ô tô trọng tải lớn chở hàng hóa ra vào cảng Hải Phòng. Do mật độ lớn cho nên dù chỉ dài chưa đến chục km, tuyến đường này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông và mức độ tai nạn đều rất nghiêm trọng. Vì vậy, lưu thông trên những tuyến đường này, quý vị nên đặc biệt cẩn trọng, không di chuyển quá gần xe có trọng tải lớn. Vùng thấp nóng và hiệu ứng phơn sẽ đồng loạt tác động tới thời tiết của giải đất Trung Bộ, trong đó có cả thành phố Đà Nẵng. Do đó mà hôm nay được dự báo là một ngày không mưa tại Đà Nẵng, nên nhiệt độ tăng nhanh với mức nhiệt cao nhất đạt mức 36 độ. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 27 độ, độ ẩm là khoảng 65%. Cuối tuần này, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết không mưa, ngày nắng nóng. Vùng ven biển gió nhẹ, độ cao sóng yếu, rất thích hợp cho các chuyến du lịch tới đây, thậm chí là các tour du lịch liên tỉnh như là Huế, Hội An, Đà Nẵng. Xuống tới khu vực phía Nam, trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần, do đó mà mưa tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Với đêm, nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 26 đến 27 độ, độ ẩm ở vào khoảng 65 cho đến 70%. Tranh thủ ngày gián đoạn mưa, người dân nên có kế hoạch dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cũng như là môi trường xung quanh, đặc biệt là tăng cường khơi thông san lấp những vũng đọng nước mưa để tiêu diệt loang quăng, hạn chế sự phát sinh và lây lan của bệnh sốt xuất huyết. Tại thành phố Cần Thơ ngày hôm nay, thời tiết cũng phổ biến có nắng từ sớm với biên độ nhiệt trong ngày ở vào khoảng 26 cho đến 33 độ, độ ẩm không khí là trên 80%. Tháng 5 vừa qua, lượng mưa tại thành phố Cần Thơ là 179mm, trong khi đó lượng mưa trung bình 30 năm gần đây trong tháng 5 là 166mm. Như vậy, nhìn chung năm nay tiết trời khá là ôn hòa, điều kiện nhiệt ẩm và bức xạ mặt trời đều đảm bảo tốt với sự sinh trưởng của cây trồng. Tuy nhiên thì hiện nay, thời tiết gián đoạn mưa và có nắng nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại cho hệ thống cây lương thực và hoa màu. Do vậy, bà con cần tranh thủ phun thuốc diệt trừ sâu bệnh trong những ngày gián đoạn mưa này. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT, dấu cách tên tỉnh, gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT, dấu cách mã vùng, gửi 8930, miễn phí đăng ký. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.